Xin chào các bạn, mình là admin của kênh Phái Đẹp ORG. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian ghé thăm kênh. Mình hy vọng là video của mình sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Cách làm trắng da tay da chân tại nhà nhanh nhất, thoa đến đâu da trắng bật tông đến đó, ai nhìn cũng phải mê. Sữa chua là thực phẩm rất quen thuộc với chúng ta, nhất là trong những ngày hè oi bức. Trong sữa chua tập hợp đầy đủ các khoáng chất thiết yếu như canxi, vitamin C, vitamin D, kẽm. Những chất này đã được các nhà khoa học chứng minh là có khả năng đi sâu vào bên trong các tế bào da, làm suy yếu cấu trúc của hắc sắc tố melanin, từ đó có thể làm trắng da nhanh chóng và rất an toàn. Ngoài ra, hàm lượng kẽm và axit lactic có trong sữa chua còn có khả năng bóc tách và làm sạch các tế bào da chết, từ đó hỗ trợ sản sinh collagen, giúp da sáng khỏe từ sâu bên trong. Sự kết hợp của hàm lượng vitamin A, C và protein sẽ cung cấp dưỡng chất, cân bằng ẩm cho da. Điều này giúp khắc phục hoàn toàn nhược điểm da khô, da thiếu nước, giúp hồi sinh làn da đen sạm. Ngoài ra thì chất béo có trong sữa chua còn có tác dụng làm mềm và giữ ẩm cho da, tạo lớp màng vô hình bảo vệ da tay, da chân của chúng ta, nhất là trong mùa đông khô hanh. Hiểu được điều này, trong video hôm nay, kênh Phái Đẹp sẽ giới thiệu tới các bạn một cách làm trắng da tay da chân bằng sữa chua đơn giản nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nhé! Để thực hiện phương pháp làm trắng da tay da chân tại nhà này, các bạn cần chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau. Thứ nhất là một ít sữa chua. Bạn nhớ là phải chọn loại sữa chua không đường đấy nhé. Ngoài sữa chua ra, thì để tăng thêm hiệu quả dưỡng trắng da, bạn hãy chuẩn bị thêm cho mình một ít bột mì và một miếng chanh tươi. Đây là ba nguyên liệu mà chúng ta cần. Cách để chúng ta thực hiện thì rất đơn giản các bạn ạ. Ở đây mình có khoảng tầm 2 thìa bột mì. Với 2 thìa bột mì này thì mình sẽ cho vào 2 thìa sữa chua. Như vậy tỷ lệ giữa bột mì và sữa chua là 1:1. Tiếp theo chúng ta sẽ vắt lấy nửa thìa nước cốt chanh và cho vào trong bát hỗn hợp. Giờ thì bạn chỉ việc đánh thật là đều tay để cho ba nguyên liệu của chúng ta hòa quyện, tạo thành một hỗn hợp đồng nhất là xong. Và đây chính là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần các bạn này. Rất là nhanh phải không? Chỉ trong 2 đến 3 phút là chúng ta đã làm xong rồi. Cách để các bạn sử dụng hỗn hợp này làm trắng da tay da chân tại nhà như sau. Bước đầu tiên, bạn hãy vệ sinh sạch sẽ vùng da tay và da chân mà mình muốn làm trắng bằng nước ấm. Sau đó bạn lau khô. Rồi bạn lấy hỗn hợp mà chúng ta vừa mới làm, thoa đều lên vùng da tay da chân mà chúng ta vừa làm sạch. Thoa đến đâu bạn hãy massage nhẹ nhàng đến đó. Việc massage này sẽ giúp cho các dưỡng chất có trong hỗn hợp của chúng ta có thể thẩm thấu vào sâu bên trong các tế bào da. Như vậy thì hiệu quả dưỡng trắng da sẽ đạt cao nhất. Sau khi massage xong, bạn lưu lại hỗn hợp trên da thêm khoảng 30 phút nữa. Và cuối cùng bạn rửa lại bằng nước mát là xong. Bạn biết không, ngay sau lần áp dụng đầu tiên, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trên làn da của mình. Mỗi tuần bạn nên áp dụng loại mặt nạ này cho da tay, da chân khoảng 2-3 lần để sớm có làn da như ý nhé. Và trong khi bạn còn đang băn khoăn về tính hiệu quả của phương pháp này thì đã có rất nhiều chị em áp dụng và thành công mỹ mãn rồi đấy. Nếu như bạn là tín đồ của trường phái làm đẹp tự nhiên thì bạn tuyệt đối đừng bỏ qua phương pháp này nhé. Hãy ghi chép lại và áp dụng ngay hôm nay để sớm có được làn da như ý. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thấy video hữu ích, bạn hãy like, chia sẻ với bạn bè cùng xem. Hãy comment ý kiến của mình. Và bạn cũng đừng quên đăng ký kênh miễn phí để thường xuyên được cập nhật những kinh nghiệm làm đẹp hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.